Hiền kính chào quý vị, và trên xe là con trai tôi đang đóng lại xe. Chúng tôi vừa chuyển bức tranh của bác Ninh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vừa mới để trong kia, và đây chính là cái bãi xe Nam Bắc thường xuyên mà chuyển hàng vào các tỉnh phía Nam, bắt đầu từ Nghệ An, Hà Tĩnh, đi sâu ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng, vân vân, và cái bến cuối cùng là tại ngã tư An Sương, Hồ Chí Minh. Thì đây là cái hình ảnh bãi xe, và qua cái hình ảnh này thì thứ nhất là để bác Ninh là người xác nhận bức tranh huy hoàng phú quý đã biết là bố con tôi đã giao hàng cho bác. Thứ hai là cũng báo cáo các quý vị khách hàng là đấy, đồ gỗ Đức Hiền thì tuy rằng là trông với một cái quy mô rất là to, nhưng mà mọi những cái công việc là đều do bản thân tôi là chủ nhân của hãng là trực tiếp tham gia, vừa là làm vừa là kiểm soát tất cả về chất lượng. Cho nên nói như vậy để quý vị yên tâm. Còn đây là đang trong cái dịp hè, là con trai tôi đang học lớp 11, là cháu cũng có tham gia lao động, và cháu vừa giơ tay chào các ông, các bác, các chú. Đó rồi. Cái xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và cái hình này đang quay lúc 19 giờ. Hôm nay là ngày mà Hà Nội rất là nắng, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng đã mát rồi. Và hình ảnh nó tương đối mờ, xin quý vị cũng thông cảm. Sao mờ luôn?